bán BUSD ra VNDC trên sàn PancakeSwap. Ở đây tôi sử dụng cái ví Sepple và đã chuẩn bị sẵn BUSD ở ví cũng như là BNB để làm phí mạng. Rồi tôi sẽ chọn vào DApp, chọn sàn PancakeSwap, chọn vào Collect, chọn cái ví Sepple. Ô thứ nhất BNB, chọn là BUSD. Ô thứ hai dòng cách, tìm VNDC. Trường hợp chưa có trong cái danh sách, quý vị hãy vào trình duyệt, vào địa chỉ bscscan.com, tại ô tìm kiếm nhập VNDC. Chọn đúng vào cái VNDC có biểu tượng màu đen vàng. Tìm đến cái từ contract. Copy cái địa chỉ contract. Trở lại cái ví Sepple. Dán contract vừa copy vào. Chọn nhập. Chọn tôi hiểu. Chọn nhập. Ô thứ nhất, nhập số lượng BUSD muốn hoán đổi hoặc chọn tối đa. Chọn vào hoán đổi. Chọn xác nhận. Phí mạng tôi sẽ để nguyên. Chọn xác nhận. Xác nhận một lần nữa. Chọn đóng. Quý vị có thể chờ khoảng 10 đến 20 giây. Rồi, quý vị sẽ thấy thông tin biên lai giao dịch. Quý vị có thể xem trên BSC Scan. Tôi sẽ tắt cái này đi. Trở lại màn hình chính của cái ví Sepple. Quý vị sẽ thấy VNDC BEP20 được hiển thị trên ví. Và quý vị có thể rút VNDC về cái ví VNDC Wallet Pro, hay còn gọi là cái ví Alert. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị hãy đăng ký, theo dõi và chia sẻ kênh để cập nhật những video mới nhất. Xin cảm ơn.